Đàn ông ngoại tình, miệng hay nói câu này. Đối với nam giới, nhiều người nghĩ rằng lý do ngoại tình quan trọng nhất nằm ở hôn nhân không hạnh phúc. Tuy nhiên, không hẳn là như vậy. Đa số đàn ông, dù hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp con khôn, nhưng vẫn luôn thèm khát của lạ, thèm những cái mới, hay còn gọi là chán cơm thèm phở. Nói như vậy, đàn ông ngoại tình đôi khi chỉ xuất phát từ những lý do đơn giản, nên sau khi chán phở rồi thì họ lại trở về với cơm nhà mà thôi. Họ coi đó là các cuộc vui, chỉ là thú vui thỏa mãn nhu cầu của bản thân và hoàn toàn không có tình yêu, nên bản thân họ không cảm thấy có lỗi và hoàn toàn không muốn chịu bất cứ trách nhiệm nào với nhân tình. Thứ nhất, dấu hiệu chồng ngoại tình. Để nhận biết người đàn ông của mình ngoại tình không khó, đôi khi chỉ qua vài biểu hiện dưới đây là chị em có thể nắm bắt được. Thứ nhất, tự nhiên thay đổi phong cách, chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Thứ hai, tần suất quan hệ chăn gối thay đổi. Thứ ba, đặt mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu máy tính, điện thoại, các thiết bị thông minh. Thứ tư, thường nhắn tin và gọi điện đến một số điện thoại lạ. Thứ năm, sử dụng nhiều các tài khoản xã hội như Zalo, Facebook. Thứ sáu, trên quần áo có mùi hương hoặc vết son. Thứ bảy, hay thay đổi lịch trình làm việc hoặc quan tâm tới lịch trình hàng ngày của bạn. Thứ tám, tiêu tiền vào những mục đích không rõ ràng. Thứ chín, hay bao biện cho chính mình khi bạn hỏi đến. 2. Đàn ông thường ngoại tình với ai? Nhiều chị em phụ nữ cho rằng kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của mình thường bị gọi là kiểu phụ nữ lẳng lơ, làm công việc thấp hèn. Nhưng trên thực tế, đàn ông có thể ngoại tình với bất kỳ ai mà họ quen, mà họ gặp gỡ. Thứ nhất, đàn ông có thể ngoại tình với đồng nghiệp. Một mối nguy hiểm hàng đầu của chị em phụ nữ đó là môi trường công sở. Bởi lẽ, không giống như những môi trường làm việc khác, môi trường công sở có thể coi là ngôi nhà thứ hai, là nơi gặp mặt với những nữ nhân viên trẻ đẹp, nhiều thời gian rảnh rỗi để tâm sự, lịch trình công tác, liên hoan, du lịch với nhau, khiến cho không ít anh đồng nghiệp nam dễ dao động, siêu lòng. Thứ hai, ngoại tình với bạn thân. Một điều đáng buồn nhất của người phụ nữ đó là chồng lại ngoại tình với chính bạn thân của mình. Một phần lớn là do phụ nữ quá tin vào người đàn ông và bạn thân của mình. Thứ ba, cặp bồ với người yêu cũ. Tình cũ không rủ cũng tới là chuyện chẳng ai ngờ tới khi đột nhiên bạn đời của bạn có mối quan hệ với người yêu cũ. Đây là trường hợp dễ xảy ra xích mích giữa cả hai vợ chồng, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là ly hôn. Thứ tư, ngoại tình với người giúp việc. Ngoại tình với người giúp việc là điều làm cho chị em cảm thấy thất vọng và khổ đau. Việc này còn làm ảnh hưởng xấu đến con cái, mất đi hình ảnh của người cha trong gia đình. Thứ năm, quan hệ với gái dịch vụ, gái quán bar, karaoke, quán rượu, massage. Đây là đối tượng mà chị em hay nghĩ chồng mình đang cặp kè. Với đối tượng này, đàn ông có ngoại tình thường chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, không có ý định dài lâu. 3. Đàn ông ngoại tình thường giả nai, nói ra những câu này. Thứ nhất, anh với cô ấy không có mối quan hệ tình cảm. Nếu chồng bạn thốt ra câu này, hãy đặt ngay nghi vấn. Người ta thường nói giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ tồn tại một tình bạn đơn thuần. Nếu bạn cảm thấy giữa chồng và người bạn khác giới có gì đó bất thường, họ có thể có mối quan hệ gì đó mờ mập, hãy tìm hiểu về mối quan hệ này và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Người đàn bà khôn ngoan đừng để chồng sắt mũi lúc nào không hay. Thứ hai, anh là người trung thủy. Em biết mà, đàn ông ít có người trung thủy tuyệt đối, ai rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là chưa có thời cơ mà thôi. Thời điểm hiện tại, có thể những lời nói anh ấy dành cho bạn là chân thành và thật lòng. Thế nhưng ai dám chắc 10 năm, 20 năm sau, lời hứa hẹn đó còn tác dụng. Vì vậy, hãy khôn ngoan và sáng suốt, đừng hoàn toàn tin vào lời nói đầu môi. Thứ ba, anh chỉ yêu mình em, những người khác chỉ là tạm bợ. Lời hứa hẹn này của đàn ông chỉ là lời dỗ dành để lấy lòng bạn trong nhất thời. Trái tim của họ vốn có nhiều ngăn, ai mà biết được ngoài ngăn dành cho bạn thì những ngăn còn lại chứa những gì. Thứ tư, anh không thể nào sống thiếu em. Cuộc đời này không ai thiếu ai mà chết cả. Đàn ông vẫn sẽ sống tốt, sống hạnh phúc khi không có bạn ở bên. Minh chứng là anh ấy vẫn vui vẻ nhậu nhẹt, chè chén với bạn bè khi không có bạn ở bên cạnh đấy thôi. Thậm chí anh ấy còn cảm thấy sung sướng khi không bị áp đặt và quản lý. Thứ năm, em xinh đẹp giỏi giang hơn những cô gái kia gấp trăm lần. Khi gặp bất cứ người phụ nữ nào, đàn ông cũng sẽ thốt ra những câu nói này để lấy lòng. Đây vốn dĩ là câu nói xã giao của những kẻ trăng hoa. Phụ nữ càng tin càng khổ. Đàn ông ngoại tình thường giả nai thốt ra những câu nói này. Những người phụ nữ khôn ngoan nên biết bắt bài chồng để không bị cắm sừng. Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.